Chuyện tình đẹp như phim của đội trưởng Ấn Độ sắp đấu tuyển Việt Nam. Tiền đạo Sunil Chetri của đội tuyển Ấn Độ có chuyện tình lãng mạn kéo dài tới hơn một thập kỷ với con gái của huấn luyện viên trưởng. Sunil Chetri là cầu thủ xuất sắc bậc nhất và được yêu mến nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Ấn Độ. Bởi vậy, mọi chi tiết liên quan đến cầu thủ này, từ sân cỏ đến đời tư đều được người hâm mộ tại đất nước Nam Á quan tâm đặc biệt. Cuộc tình giữa Sunil Chetri và vợ cũng là câu chuyện rất nổi tiếng từng gây sốt trên mạng xã hội. Vợ của Sunil Chetri là Sonam Batachacha, con gái của cựu tuyển thủ Ấn Độ Subata Batachacha. Ông Subata chính là huấn luyện viên trưởng đầu tiên dẫn dắt Sunil Chetri trong sự nghiệp cầu thủ tại câu lạc bộ Mohun Bagan. Khi đó, Sunil Chetri mới 18 tuổi và huấn luyện viên Subata yêu quý cậu học trò đến mức thường xuyên nhắc tên anh khi kể chuyện với gia đình. Cô ấy rất tò mò về tôi và lén mở điện thoại của bố, lấy số tôi và nhắn tin làm quen. Tôi chẳng biết cô ấy là ai lúc đó, Sunil Chetri kể lại. Khi gặp mặt và phát hiện ra Nam chỉ mới, 15 tuổi, anh lập tức bỏ đi. Dù vậy, họ vẫn nhắn tin qua lại với nhau sau đó. Sunil Chetri chỉ phát hiện ra Nam chính là con gái của huấn luyện viên trưởng trong một tình huống vô tình. Ông Subata đưa điện thoại cho cậu học trò mang đi sửa. Đúng lúc đó, cô con gái gọi đến và Sunil Chetri nhìn thấy số điện thoại quen thuộc. Nếu huấn luyện viên mà phát hiện ra tôi nhắn tin với con gái ông, tôi sợ là sự nghiệp của mình sẽ kết thúc tại đây. Tôi đã thề là sẽ cắt đứt mọi liên hệ. Còn cô ấy thì xin lỗi vì không nói sự thật cho tôi, đội trưởng của đội tuyển Ấn Độ chia sẻ. Tuy nhiên, Sunil Chhetri lại không thể làm được như những gì mà anh tuyên bố. Cặp đôi này càng lúc càng trở nên thân thiết hơn và sau nhiều tháng nói chuyện qua tin nhắn, họ chính thức hẹn hò trong bí mật. Khi chúng tôi đi xem phim, tôi mua hai vé và gửi lại một chiếc cho cô ấy ở quầy rồi vào trước. Sau đó 10 phút, cô ấy mới bước vào trong phòng chiếu, Sunil Chhetri kể về những buổi gặp mặt giữa anh và vợ khi mới yêu nhau. Họ ở bên nhau như vậy trong khoảng 11 năm, trước khi Sunil Chetri lúc này đã trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Ấn Độ, thu hết can đảm đến gặp thầy cũ để hỏi cưới con gái ông. "Khi tôi còn vô danh và chẳng có chút tiền nào, cô ấy đã ở bên tôi. Khi tôi giành chiến thắng đầu tiên, thua trận đầu tiên trong sự nghiệp, cô ấy vẫn ở đó. Khi tôi trở thành đội trưởng, cô ấy vẫn ở đó. Tôi không thể tưởng tượng ra quá khứ và cả tương lai của mình sẽ thế nào nếu không có cô ấy." Sunil Chetri chia sẻ. Sonam Batachary vợ của Sunil Chetri, cũng được công chúng ở Ấn Độ yêu mến không chỉ vì cuộc tình với chàng cầu thủ ngôi sao. Cô có hơn 46.000 lượt theo dõi trên tài khoản Instagram cá nhân. Sonam có anh trai là diễn viên có tiếng ở Ấn Độ. Bản thân cô cũng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu hai khách sạn ở Kolkata. Vợ của Sunil Chetri học ngành quản trị kinh doanh tại Scotland. Tính đến lúc này, cặp đôi đã yêu nhau tới 16 năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức bóng đá 24 giờ News đừng quên đăng ký và bấm chuông để nhận nhiều thông tin thú vị bên lề cuộc sống các cầu thủ mình yêu thích nhé các bạn hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau nhé